Anh tìm gặp tôi có chuyện gì? Tôi tìm chị để báo cho chị một tin. Con đẻ của chị vẫn còn sống. Anh vừa nói gì? À, thì tôi cũng vừa mới biết thôi. Ngày đó, chính anh là người nói đứa bé bị ngạt tím tái nên đã mang đi chôn. Sao có thể còn sống được? Thế ông định vòi tiền nhà người ta à? Vòi vĩnh cái con khỉ. Mình cứ làm như bà ấy gà lắm không bằng ấy. Ông đừng có mà qua mặt tôi. Thì nhà người ta giàu, nhà mình nghèo cũng công bằng thôi mà. Khốn nạn. Ông đúng không phải là con người nữa rồi. Không trả xong nợ, cái xác cũng chẳng còn ấy. Người ngợm cái chó gì. Mình nhớ giữ kín cho tôi nhá. Tôi hứa, trả xong nợ lần này, tôi không dính vào cờ bạc nữa. Mà nhà người ta giàu, nhà mình nghèo, người ta cho mình một ít có sao đâu. Vừa cứu được mình, mà nhà người ta lại có cơ hội đoàn tụ. Cháu nghe nói cái Duyên ấy, nó đưa bà lên Hà Nội khám rồi đúng không ạ? À, vâng, khám rồi cô ạ. À, đây này, có cả đơn của bác sĩ ở trong này nữa này. À, bác sĩ còn dặn ấy là về nhà hàng ngày phải viết như này này để khỏi quên. Vâng. Bà nhớ uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Có vấn đề gì thì bà cứ bảo với cháu nhé. Vâng. Cảm ơn cô. Bà ơi, cái Duyên nó có nhà không hả bà? À, nó xuống Hà Nội rồi. Con bé này nó bận lắm. Này, nó bảo nó đưa tôi xuống, nhưng mà ở dưới bí bách lắm. Thế rồi vướng chân vướng cẳng nó ra. Cho nên là tôi cứ ở nhà, có bạn chợ này. Thế rồi có cô Xuân chạy qua chạy lại. Có sao đâu. Cô uống nước đi. Dạ vâng, cháu xin. Cái Xương nó may mắn có được con bé vừa ngoan ngoãn, xinh xắn, lại giỏi giang nữa. Thương lắm cô ạ. Tôi cứ nghĩ tôi mà mệnh hệ gì thì nó lại bơ vơ. Hôm nay cháu sang đây làm luôn nhá. Đến ngã ba trên cho nó giống tai nạn.